Xin chào cả nhà đã quay lại kênh Hưng Phú Vlog. Thì tiếp tục chuyến đi Quảng Ngãi đầy thú vị phần 2 này. Mình sẽ di chuyển lên núi, sẽ quay cho mọi người xem ngôi chùa như thế nào và bức tượng to ra sao. Mọi người theo chân của mình nha. Thì hiện tại mình đang di chuyển trên cây cầu cổ lũy đó mọi người. Bây giờ bắt đầu là bo cua vòng xoay và quẹo bên tay phải để qua con đường vào chùa. Thì hai bên đường là được đầu tư cảnh quan rất là đẹp mọi người. Hai bên đường có cây xanh kìa, rất là đẹp. Rồi đây là cổng chùa đó mọi người. Thì mình sẽ đi qua con đường bê tông này. Vì chùa đang xây dựng cho nên con đường chưa được làm đẹp lắm, mình chạy cho nó hơi gập ghềnh. Bây giờ là mình di chuyển lên núi nha mọi người. Hai bên đường là đặt những tượng chú voi và những tượng của chú ngựa, nhìn nó rất là đẹp mọi người. Vì núi này là tên là núi Thiên Mã cho nên những bức tượng chú ngựa cũng khá là nhiều. Ở chính giữa đoạn đường thì bên tay phải đó là bức tượng của Phật Di Lặc, được sơn màu vàng óng ánh và đang nhìn xuống vách núi. Mình di chuyển tí nữa là sẽ lên tới trên chùa rồi mọi người. Hai bên đường bây giờ là trồng cây xanh hoa lá cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng chưa có hoàn thiện. Đến đoạn này thì mình phải chạy qua đoạn đường đá mọi người, đá mi. Đường này cũng chưa có hoàn thành luôn. Đó, đến đây là mình đã thấy được ngôi chùa và bức tượng to thật là to rồi nè. Bên tay phải là mình nhìn xuống cầu cổ lũy rất là đẹp luôn. Rồi mình đã lên tới chùa rồi nè mọi người. Trời ơi chùa quá đẹp, nguyên một vàng óng ánh luôn, nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Đây là chùa Minh Đức nha. Còn bên tay phải đây là tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á luôn. Mình nhìn trên đó là mình thấy những anh công nhân đang làm cực lực trên đó luôn mọi người, cố gắng hoàn thiện sớm để cho mọi người tham quan vào cuối năm nay. Và bên tay phải là cái cầu cố lũy nè mọi người, hồi nãy mình mới chạy qua đó. Nhìn trên cao xuống cầu quá đẹp luôn, nhìn như là một cái bức tranh luôn á mọi người. Thì chùa Minh Đức này là nằm trên núi Thiên Mã thuộc xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi. Vị trí này là được giao thoa giữa biển, núi và sông. Núi Thiên Mã cùng với núi Thiên Ấn và Thiên Búc trở thành là tam sơn linh thiêng của người dân Quảng Ngãi nơi đây. Thì vị trí núi Thiên Mã này là ở cuối sông Trà Khúc, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 15 km về hướng biển đó mọi người. Còn đây là bản cáo bạch của chùa. Thì chùa được xây dựng vào năm 2018 bởi Hòa Thượng Thích Tâm Vị. Mọi người lên đây sẽ thấy cái bản này ở dưới chân chùa luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên chùa nha mọi người. Mình nghe nói là khu này rộng gần 100 hecta luôn mọi người, rất là rộng luôn. Thì để mình lên coi mình xem nó như thế nào nha. Rồi mình lên tới rồi đây. Wow, trời ơi, nhìn bức tượng rất là cao, rất là to luôn nè. Thì bức tượng này là cao tới 125 m, cao hơn bức tượng ở núi Bà Đen là chỉ 72 m, và bức tượng ở chùa Linh Ẩn là chỉ cao 71 m thôi mọi người. Thì bức tượng này là nằm trong bức tượng cao nhất Đông Nam Á và nằm trong top những bức tượng Phật Quan Âm cao nhất thế giới. Khu vực dưới này thì còn rất là trống, mình nghĩ sẽ còn xây dựng rất là nhiều. Và có đặt những bức tượng xung quanh nè, rất là nhiều bức tượng xung quanh luôn.
Còn đây là hình mẫu của bức tượng Phật Quan Âm. Thì mình nhìn là cơ bản cũng xong cái phần thô rồi mọi người. Nè mọi người nhìn nè, khi mà bức tượng này hoàn thiện mình bảo đảm rất là đẹp luôn. Với vị trí và chiều cao như này á, thì dân Quảng Ngãi, trung tâm thành phố Quảng Ngãi có thể dễ dàng nhìn thấy bức tượng ở nhiều vị trí khác nhau. Giống như là qua nay là mình đi vòng vòng á, mình đi nơi nào cũng thấy bức tượng này luôn mọi người. Đây là cảnh quan xung quanh của bức tượng nè, còn rất là rộng. Mình nghĩ là chắc có rất là nhiều công trình để chuẩn bị xây dựng ở nơi này. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị đi lên chùa cho mọi người tham quan chùa nha. Ngôi chùa là khu văn hóa tâm linh Thiên Mã, được chính quyền tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ trở thành điểm du lịch níu chân du khách khi đến nơi này. Đặc biệt là mọi người cũng thấy rồi, vị trí rất là thuận lợi, nằm trên tuyến đường du lịch kết nối giữa những cái cảnh quan xung quanh như là sông, núi và biển, cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Chùa có diện tích rộng gần 10 hecta, có lối kiến trúc rất là độc đáo, thu hút rất là nhiều khách tham quan luôn đó mọi người. Thì khu chánh điện này là rộng đến 12.000 m². Điểm cao nhất ở chánh điện lên đến 51 m. Nơi đây là được chia làm nhiều khu vực, giống cũng như là tiền sảnh, Đông Điện, Tây Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Lầu Kinh Đông, Lầu Kinh Tây, Tháp Chuông, Tháp Trống, rất là nhiều luôn mọi người, nhìn rất là đẹp. Chùa là chưa hoàn thiện hết mà đã đẹp như vậy rồi, thì mình tin là vào Tết năm 2025 sẽ rất là nhiều người đi tham quan chùa. Bình thường mỗi năm là cũng khá là hàng ngàn người, cũng khá là đông rồi. Nhưng mà mình nghĩ là năm nay là năm để mở cửa ra để cho khách du lịch đi tham quan cũng như là khách hành hương, thì mình nghĩ là năm nay sẽ rất là đông luôn. Thì mọi người cũng thấy rồi nè, bên trong là cũng còn rất là thô sơ luôn, chưa được sơn phết như là trang trí gì hết, chỉ đặt một số bức tượng gỗ hoặc những vị Phật, và chính giữa thì có bàn ghế bằng gỗ cây, còn xung quanh là cũng chưa có bài trí gì nhiều, còn rất là thô sơ. Bây giờ là mình đi ra, mình quay từ trên cao xuống cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây nha. Tuy là chùa chưa hoàn thiện hết nhưng mà mình thấy du khách du lịch đến đây cũng khá là đông rồi mọi người. Hầu như là tuần nào cũng có vài chuyến khách đi du lịch hành hương hết.
Còn bây giờ là mình đang xuống khu trưng bày của chùa. Khu trưng bày này là nó đặc biệt là đặt rất là nhiều bức tượng màu vàng xung quanh của khu trưng bày luôn, nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Rất là nhiều bức tượng. Thì bên trong này là có rất là nhiều tác phẩm kiệt tác về những bức tượng. Đây là khu trưng bày đó mọi người. Rất là nhiều bức tượng điêu khắc cũng như là gỗ khắc. Rất là đẹp, rất là lạ luôn. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển ra phía sau. Thì phía sau này á, là cũng đặt rất là nhiều bức tượng Phật màu vàng. Nhìn thật là bắt mắt luôn, rất là đẹp luôn. Và cái điều đặc biệt là cái ngôi nhà được làm bằng đất sét trộn với rơm. Mình nhìn rất là thú vị, rất là lạ luôn mọi người. Hồi xưa giờ nghe nói nhiều rồi nhưng mà chưa thấy tận mắt. Khi mình vào nhà là rất là mát. Có thể đây là nơi để ăn uống hoặc là nơi để tiếp khách của các thầy, các sư thầy mọi người. Nơi đây cũng làm bằng rơm và đất sét luôn nha. Rất là vô đây rất là mát. Còn đây là cây cầu Nghinh Phong. Cây cầu này là rất là được nhiều bạn trẻ để đứng đây check in đó mọi người. Nhìn từ trên xuống rất là đẹp. Mình sẽ nhìn xuống thấy cây cầu cổ lũy và vòng xoay, cũng như là khu công viên của dưới chân cầu. Nhìn từ xa mình thấy biển rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đi ra và quay một vòng nữa cho mọi người xem.
Bây giờ là mình chuẩn bị lên xe để đi về nhà và sắp xếp đồ đạc để về Sài Gòn đó mọi người. Thật ra là không muốn về chút nào luôn. Trên đây cảnh quan quá là đẹp luôn. Sơn thủy hữu tình. Đi rồi mà không muốn về luôn. Đi rồi mình mới biết là ở Quảng Ngãi người dân nơi đây là chuyển từ cây lúa qua trồng rau rất là nhiều và làm cho đời sống kinh tế người dân nơi đây cũng được nâng cao lắm á mọi người. Trên sông Trà Khúc này là được bắt rất là nhiều cây cầu qua luôn. Còn ở đây là cảnh mình quay cánh đồng lúa. Cánh đồng vàng ươm luôn. Thì mùa này là mùa lúa chín, cho nên cánh đồng vàng rất là đẹp. Phía trên là ngọn đồi. À, mình quay cảnh này là từ trên tàu lửa đó mọi người. Thì sau 12 tiếng đồng hồ là mình cũng đã tới thành phố Hồ Chí Minh rồi mọi người. Đây là mình mới xuống tàu lửa luôn nè. Sau khi cả nhà xem clip xong thì mình hy vọng mọi người có thể đặt chân đến chùa Minh Đức để tham quan. Mình nghĩ rằng là khi tới tham quan sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Cảm ơn mọi người đã xem kênh. Nhớ like, subscribe cho kênh của mình để có nhiều động lực quay nhiều clip hay hơn nữa cho mọi người tham khảo. Cảm ơn mọi người ạ.